Kính chào các anh chị, tôi là bác sĩ Lê Thị Trúc Phương, là bác sĩ của hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC. Thì hôm nay xin được chia sẻ với các anh chị về cái vaccine ngừa HPV. Vaccine HPV là cái vaccine ngừa tên virus đầy đủ là Human Papilloma Virus, là một cái loại vaccine ngừa các cái bệnh lý do HPV gây ra. Cái việc mà mình tiêm ngừa vaccine HPV nó phòng được cho phụ nữ những cái bệnh lý như là ngừa ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, rồi ngừa các cái tổn thương tiền ung thư ở cái vùng hậu môn, âm hộ, âm đạo, rồi ngừa các cái tổn thương ung thư ở cái vùng đầu mặt cổ như là ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng. Ngoài ra thì ngừa các cái u nhú ở đường sinh dục như là sùi màu gà, mụn cóc sinh dục. Rồi đối với nam á, thì cái việc mà mình ngừa HPV, mình sẽ ngừa được các cái tổn thương ung thư ở vùng hậu môn, các ung thư ở cái vùng đầu mặt cổ như là ung thư khoang miệng hoặc là ung thư vòm họng, các cái u nhú liên quan đến cái sùi màu gà, mụn cóc sinh dục. Ngoài ra thì các cái tổn thương tiền ung thư ở cái vùng hậu môn. Hiện nay thì ở Việt Nam nói chung và ở VNVC nói riêng á, thì chúng ta có hai loại vaccine ngừa HPV. Thứ nhất là ngừa vaccine gọi là vaccine gạt đa siêu. Thì khi mà mình đề cập đến vaccine gạt đa siêu á, thì mình hiểu ở đây là cái vaccine mình ngừa được 4 tiếp HPV là tiếp 6, 11, 16 và 18. Rồi một cái loại vaccine thứ hai ngừa HPV nữa đó là vaccine ngừa HPV có tên là gạt đa siêu 9. Là cái vaccine mà mình ngừa được 9 tiếp HPV. Thì ngoài 4 tiếp vừa đề cập trong cái vaccine gạt đa siêu thì cái vaccine này nó được ngừa nhiều hơn thêm 5 tiếp nữa, đó là tiếp 31, 33, 45, 52 và 58 của HPV. Thì đối tượng mà mình nên tiêm ngừa HPV đó là từ độ tuổi là từ 9 tuổi trở lên, cả nam và nữ thì đều nên tiêm ngừa HPV. Thì cái độ tuổi được khuyến cáo hiện nay được sử dụng là từ 9 đến 26 tuổi, cả nam và nữ thì đều có thể tiêm được vaccine này. Hiện nay thì khuyến cáo mình tiêm HPV cho người trên 45 thì mình không có khuyến cáo. Do đó thì mình không có tiêm ngừa vaccine này ở cái độ tuổi trên 45 tuổi. Thì Phương cũng gặp một số trường hợp á, khách hàng hay là những cái bạn nữ mình cầm một cái phiếu xét nghiệm và nói với bác sĩ là à bác ơi em nhiễm cái tiếp 16 rồi, hoặc là bác ơi em nhiễm tiếp 18 rồi thì em có tiêm vaccine được hay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn tiêm được, bởi vì lý do là khi mà mình tiêm vaccine á, thì mình sẽ ngừa thêm cho khách hàng hoặc là cho những cái bạn này nè được những cái tiếp mà mình chưa bị nhiễm là một. Thứ hai là cái việc mà nhiễm HPV này nó sẽ không bền vững, tức là nhiễm xong thì có kháng thể nhưng mà kháng thể này nó sẽ không kéo dài. Do đó khi mà mình tiêm cái vaccine thì mình sẽ ngừa được những cái lần mà tái nhiễm sau. Thì nói về cái lịch tiêm ngừa vaccine gạt đa siêu á, thì lịch tiêm của mình nó sẽ bao gồm có là 3 cái mũi vaccine. Thì lần đầu tiên đến tiêm, rồi sau đó thì 2 tháng sau mình đến tiêm mũi 2. Và cái mũi 3 thì 4 tháng sau mũi 2 là mình có thể tiêm được. Thì cái quy trình thì nó rất là đơn giản các anh chị. Có thể mà mình sẽ đến các cái trung tâm tiêm chủng của VNVC. Khi mà mình đăng ký thông tin đầy đủ thì các anh chị sẽ được đến cái phòng khám. Thì bác sĩ khám sàng lọc sẽ trực tiếp khám sàng lọc cho các anh chị để chắc chắn là mình đủ điều kiện mình tiêm vaccine. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ đến khu vực tiêm ngừa và tiêm ngừa, sau đó thì ở lại theo dõi sau tiêm 30 phút. Tình trạng sức khỏe ổn định thì các anh chị có thể là ra về. Và sau đó ở những lần tiêm sau thì mình không cần phải quá lo lắng, bởi vì mình sẽ được nhắc lịch và đi tiêm theo đúng lịch trình, đảm bảo hiệu quả và an toàn khi mà mình tiêm vaccine gạt đa siêu. Đối với vaccine gạt đa siêu chính á, thì cái việc mà cái lịch tiêm này nó sẽ hơi khác một chút. Chẳng hạn như là đối với những cái bạn nhỏ từ 9 tuổi cho đến dưới 15 tuổi thì mình có thể là tiêm cái vaccine này với liệu trình là 2 mũi. Là mình sẽ tiêm lần đầu tiên đến tiêm trong độ tuổi, và cái mũi 2 này có thể tiêm trong cái khoảng là từ 6 đến 12 tháng sau khi mình hoàn thành tiêm mũi 1. Và đối với cái độ tuổi lớn hơn tí là từ 15 cho đến 26 tuổi thì cái lịch tiêm nó tương tự như là vaccine gạt đa siêu. Tức là mình sẽ hoàn thành liệu trình tiêm vaccine này với 3 liều cơ bản. Liều đầu tiên, rồi 2 tháng sau mũi 1 và 4 tháng sau mũi 2 để mình hoàn thành cái lịch tiêm này. Thì hiện nay á, đối với thông tin hướng dẫn của nhà sản xuất thì cái đối tượng là phụ nữ mang thai, mình sẽ không được tiêm vaccine. Do đó thì khi mà mình tiêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung, xin lỗi, hay là mình gọi là vaccine ngừa HPV đó, thì mình sẽ đảm bảo là chắc chắn mình không đang mang thai. Như vậy thì khi mà những cái người mà đang trong cái quá trình tiêm ngừa nè lỡ mang thai thì sao, thì cái việc tiêm vaccine sẽ được hoãn lại cho đến khi mình kết thúc cái việc mang thai, mình sinh em bé xong thì mình hoàn toàn có thể mình tiêm lại được cái vaccine này để hoàn thành liệu trình.
Việc tiêm vaccine gạt đá siêu này nè thì nó đảm bảo được cho mình cái tính an toàn và hiệu quả. An toàn ở đây là gì? Thường cái phản ứng sau tiêm á, là nó thường nhẹ và tự giới hạn, chẳng hạn như là phản ứng tại chỗ, sưng đau tại vị trí tiêm, phản ứng toàn thân có thể gặp như là mình có thể là mệt mỏi, chóng mặt trong vòng 1-2 ngày đầu sau tiêm. Đặc biệt đối với nữ giới á, thì mình hay có cảm giác là tâm lý lo sợ, tại vì khi mà mình sợ kim tiêm nè thì mình có thể xảy ra cái tình trạng ngất trước hoặc là sau tiêm ngừa. Do đó thì khi mà mình tiêm vaccine này thì thứ nhất là mình phải ổn định tâm lý, nhất là đối với các bạn nữ khi mà mình đi tiêm, mình không có quá lo lắng về cái việc tiêm ngừa, để mình hoàn toàn yên tâm là cái vaccine này tiêm hoàn toàn an toàn. Cái việc mà tiêm ngừa HPV ở người có bệnh lý nền, tức là thường thì các anh chị sẽ vào khai báo với bác sĩ là à bác ơi em đang mắc một cái bệnh lý nền, chẳng hạn như là em bị hen, hoặc là bác ơi em có cái bệnh lý mà em đang điều trị như tăng huyết áp thì em có tiêm vaccine được hay không? Thì câu trả lời là mình hoàn toàn có thể tiêm được vaccine với cái tình trạng là cái bệnh lý nền của mình đã ổn định, hoặc là mình có bệnh cấp tính mà điều trị ổn định, thì mình hoàn toàn có thể tiêm theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế về khám sàng lọc trước tiêm chủng. Thì cái việc mà tiêm vaccine HPV á, chỉ không được tiêm khi mà bạn đó có những cái dị ứng mà nó thuộc cái chống chỉ định của cái việc mà tiêm vaccine ngừa HPV. Ngoài ra thì những cái trường hợp mà Phương xin đề cập thêm là những trường hợp hoãn tiêm, như là người đang mang thai thì mình sẽ hoãn tiêm cái vaccine này, hoặc là những cái người mà có bệnh lý cấp tính, mãn tính chưa ổn định, hoặc là những cái đối tượng mà thuộc cái phần chống chỉ định hoặc là tạm hoãn theo hướng dẫn khám sàng lọc của Bộ Y tế, thì những trường hợp này mình sẽ hoãn tiêm. Cảm ơn quý anh chị đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp các anh chị ở các chương trình lần sau.